tôi cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an để làm sao là chúng ta liên kết thông tin để cung cấp thông tin là những cái trường hợp là bằng giả, những trường hợp là vi phạm, để làm sao là chúng ta, và chúng tôi cũng có đề nghị một cái phương án thế này là, xin báo các đồng chí là tất cả những đồng chí nào mà mất bằng lái xe, chúng tôi đang đi theo cái hướng là phải thi lại hết toàn bộ để tránh cái tình trạng là gì, tránh tình trạng là nó người ta viện dẫn lý do để người ta xin đổi, nhưng mà thật ra là hiện nay cái công tác quản lý chúng ta còn hạn chế, do đó có những trường hợp là họ vi phạm, hay hoặc là họ là có những cái vi phạm ở vùng miền núi, những chỗ mà chúng ta không có quản lý được thì có thể họ lại lợi dụng cái chỗ này để họ có thể có thêm cái bằng lái thứ hai, thứ ba để họ hoạt động kinh doanh, thì cái việc